chị ba vừa bán cua về. Hôm nay mình sẽ trò chuyện chị ba để làm công việc. Chị ba giúp đỡ một cái chị mình yêu thương gần nhà chị ba ở luôn. Chị ba cũng giúp đỡ tấm lòng đến cho chị đó. Rồi chị ba, mình cầm số tiền từ thiện đó mình đi làm cái gì vậy ba? Cầm số tiền từ thiện là cho cái người mà bị tiểu đường. Người đó ở đâu? Người đó ở đằng này nè. À, gần nhà chị ba. Gần nhà chị ba. Mà cái người đó là bị nặng á, bị tiểu đường mà bị cưa hết một cái cẳng. Với lại cái cẳng trước, cái cẳng một bên, từ khi cưa vào một cái bên thì nó sắp cưa nữa đó. Thì cũng nhờ hội đồng mạng giúp đỡ cho cái chị này để cho chị có số tiền để mà lo bệnh hoạn, mua một chiếc xe lăn để mà đi đó. Bây giờ nhà chị đó gần nhà chị ba. Gần nhà chị ba. Bây giờ mình sẽ đi bộ qua đó nha chị ba. Cái tiền này thì mọi người đã ủng hộ và gửi qua cho chị Thúy, thì bây giờ chị Thúy gửi lại cho chị ba. Và bây giờ chính tay chị ba sẽ qua trao lại cho cái cô bị bệnh. Rồi. Đưa cái nó đâu à. Hôm nay mình sẽ đi theo dì ba đi làm từ thiện với chị gần nhà dì ba bị bệnh tiểu đường. Dì ba không có nhiều nhưng cũng có một phần ít nào đó cho cuộc sống của chị đó nó được thoải mái và vui vẻ hơn. Tiểu đường đang ở nhà thì cũng rất là hoang sơ thôi, đơn giản. Dì ba đã cũng vừa tới nơi. Ở đây thì ở cái khu này thì nhìn rất là hoang sơ nè mọi người. Nhà giống như cái sạp mình chỉ dựng tôn lên thôi. Đó. Đây là cái hoàn cảnh mà dì ba muốn giúp đỡ đây. Chị này bị bệnh tiểu đường rất là nặng rồi. Cũng ở gần dì ba đây. Dì ba lòng hảo tâm đến với chị này. Bây giờ cái số tiền này á là cũng như sau khi mà dì ba kêu gọi mọi người quyên góp, hoặc là mọi người quyên góp được chừng này, mọi người góp được như đây. Dạ. Để tí con sẽ đọc lại cho mọi người nghe. Dì ba cứ cảm ơn mọi người rồi sẽ từng tay trao giao cho. Rồi dì ba nói với chị vài điều nha. Bây giờ á, dì ba cũng không có gì, cũng như vậy ba lấy cái công để nói với mấy tụi mạnh phường hội đồng mạng để giúp đỡ cho con có số tiền để mà trị bệnh. Trước nữa con phải mua một chiếc xe để mà con đi, sau nữa thuốc men đồ đó thì con phải mua thuốc uống này kia.
ở đây là số tiền người ta gom góp lại cho con để con trị bệnh. Rồi vì ba ấy số tiền con đọc những cái người mà quyên góp này, cô Việt Kiều ở Mỹ là vì ba giật lên cao cao tới cho con thấy cái thế hệ sau á. Rồi con. À, đúng rồi. Là đây là chị thấy bán cua phụ dì ba là 500 ngàn, chị bảy 500 ngàn, và anh giấu tên là 2 triệu rưỡi, rồi một cô Việt Kiều Mỹ nữa là 50 đô, 50 đô tính tiền mặt mình là 1 triệu 150 ngàn. Rồi đó là những mạnh thường quân tốt bụng mà để gửi những phần quà đến dì ba trao tặng tay cho chị bị bệnh tiểu đường gần nhà dì ba. Rồi, bây giờ dì ba hãy trao cho. Đây dì ba trao lại cho con nè. Dạ. Đó các bạn. Đã cần nước phải buông chiếc xe với thuốc men rồi nha. Còn á, thí dụ như chồng con mà có ấy đó thì con giấu nó chứ được có đưa nó hết là con không có gì hết. Nói vậy đó nhau. Không có tiền người số thôi. Chưa tháo chị nữa. Nhưng mà làm nhân viên không có tiền. Nhưng mà 115 không có dấu khẩu hiện đâu. Cách vô đi, nó chậm mà lần tới. Cách vô đi. Nó chậm tới. Mình thấy cuộc đời cô ở đây khổ quá các bạn. Địa chỉ ở đây là bao nhiêu bác? Ở đây là Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Em ở đây là 1, 56, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Còn ở trong cái khu nhà của cô số này nhà là A34/21 phát 2. Thì tới đây thì hỏi nhà cô gì thì người ta biết. Nhà cô tới. Thì nếu mà mọi người muốn ủng hộ cho chị ở đây thì có thể vào cái địa chỉ mà vừa nãy là cô ở đây đã nói các bạn. Và hỏi mọi người là nhà cô tới ở đâu thì mọi người cứ ghé lại. Cô tới bán vé số. Cô tới bán vé số nha mọi người. Nhìn rất là thương. Tuần sau không có tháo chị. À, chị mình không có tiền nằm viện cho nên mình mới về hả chị? Đây, mọi người nhìn thấy rõ cô Liều Sập Muối đúng không ạ? Dạ, 52 tuổi ở tại Bình Chánh. Đây là hoàn cảnh của chị. Chị này tên gì anh? Liều Sập Muối. Liều Sập Muối hả? Đúng rồi. À, 50 tuổi. 52 tuổi bị bệnh tiểu đường hay gì? Tiểu đường. Hoàn cảnh rất là khó khăn. Tại phẫu thuật cái chân huyện Bình Chánh. Thì sau khi mà dì ba kêu gọi cộng đồng mạng ủng hộ thì dì ba cũng đã có một số ít là các bạn. Rồi bây giờ mà nếu mọi người muốn ủng hộ thêm thì có thể tìm đến nhà của cô tới ở đây hoặc có thể qua nhà dì ba rồi dì ba sẽ dẫn mọi người qua đây. Đây là cái khu chỗ nhà chị Muối ở đây mọi người, việc cũng khó khăn lắm. Đây là mình mới đi làm từ thiện với dì ba về nè. Dì ba sao dì ba biết cái hoàn cảnh của chị đó dì ba? Tại vì ba thấy là cũng như cái cô này á, cô bệnh tiểu đường á, thấy tội nghiệp quá đi, không có ai lo. Thành ra dì ba thấy giúp dì thấy vậy, dì ba cũng có số tiền nhỏ giúp đỡ cho có cái niềm vui cho cô dì ta dì tới đó. Dì ba cũng giúp đỡ được như vậy dì ba cũng vui. Chứ dì ba không có cái gì mà hơn hết á, chỉ có như đó thôi. Mình có ít thì mình ủng hộ ít thì là không sao thì vậy? Thì cho ít, còn có nhiều thì cho nhiều, mà tại vì ba không có tiền nhiều, có nhiều thì cho nhiều thôi. Còn ít thôi chứ không có nhiều đâu. Mà chị đó là chồng đi làm gì ba? Chồng chạy xôm. Nhưng mà giờ bị tiểu đường là giai đoạn cuối rồi hả? Giai đoạn cuối đó. Một cái cẳng thì bây giờ cưa rồi, bây giờ còn cái cẳng nữa là cũng sắp cưa nữa đó. Tại vì quá nặng. Nhưng mà nãy con nghe gì 10 triệu vậy mà, đi khám bệnh 10 triệu vậy mà. Thì nghe nói khám 10 triệu 10 triệu đó ha, là bây giờ còn đang mua thuốc, nam men rồi này kia là cũng 10 triệu à. Dì ba cũng trao cái số tiền đó là ít thôi chứ không nhiều, để cho cô chị bệnh. Đó là phần đó của dì ba. Chị bệnh với lại mua cái gì, cái xe mua chiếc với lại cho
với lại nó mua chiếc xe để cho nó mua chiếc xe đạp xe mà ra đẩy á, xe lăn á, xe lăn á, chứ còn nó đúng ra là chỉ có nhiêu đó thôi chứ không có gì chút đỉnh nó mua thuốc sau nữa là mua chiếc xe lăn. Chị đó hàng ngày là bị nằm ở đó là gì bà? Ngoài chăm sóc nó nhiều. Bây giờ chăm sóc là con không biết cái này không biết cái ai chăm sóc mình không biết được. Mỗi ngày gì ba cứ rảnh rảnh này ba qua thăm chị hả? Có chứ, có khi bây giờ là mình thấy bệnh vậy, có lẽ là lâu lâu mình cũng qua mình thăm coi tình hình nó sao. Mấy người bệnh mà. Tại vì tình lối xóm là phải như vậy rồi. Thằng thà là không biết thôi, biết là phải như vậy đó. Phải đi thăm. Thấy tội lắm con. Thấy cũng như là mình thấy giúp mắt vậy đó là mình thấy quá tội luôn. Người ta đang khổ, nghèo khổ rồi, không có tiền mà trị bệnh nữa. Bị tiểu đường này là phải chi mà bị tiểu đường mà nó chưa có lộ ra thì cái đó đỡ đi. Còn cái này nó lộ ra rồi tới nó đổ cưa cẳng luôn. Thành ra gì ba thấy ba chịu không nổi. Nếu mà Mạnh Thường Quân á, có hay là mạng đó được có biết á, thì cũng giúp đỡ cho cái cô đó để mà có số tiền để mà lo bệnh. Bệnh thuốc men đồ, cắt chỉ đồ. Có ít là ít thầy. Có nhiều thì cho nhiều, ít thì cho ít. Cái đó là tùy theo mỗi người. Đó là vậy đó, dì ba chỉ chúc như vậy thôi. Dạ, cảm ơn dì ba.